Tháng 4 này, ông chủ Tân Hiệp Phát, Quý Thanh và hai con gái bị xét xử. Theo đó, ông Thanh 71 tuổi, nguyên giám đốc cùng con gái Trần Uyên Phương 43 tuổi, phó giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại dịch vụ Tân Hiệp Phát và Trần Ngọc Bích 40 tuổi bị Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh xét xử về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản theo khoản 4 điều 175 Bộ luật Hình sự ngày 23 đến 25 tháng 4. Khi nhóm đối tượng cho nhiều người vay tiền dưới hình thức hợp đồng chuyển nhượng tài sản rồi chiếm đoạt tổng giá trị 1.048 tỷ đồng. Ông Thanh và hai con gái có 4 luật sư bào chữa. Ngoài 4 bị hại là bà Đặng Thị Kim Oanh, ông Nguyễn Văn Trung, Lâm Sơn Hoàng, Nguyễn Huy Đông, tòa triệu tập 35 tổ chức, cá nhân với tư cách người có quyền nghĩa vụ liên quan. Quá trình điều tra, ông Thanh cùng hai con không thừa nhận hành vi phạm tội, cho rằng quan hệ giao dịch giữa các bên là chuyển nhượng tài sản, cổ phần. Tuy nhiên, cơ quan điều tra căn cứ vào lời khai của các bị hại, chứng từ giao dịch trong những lần trả tiền, dữ liệu điện tử và nội dung các tin nhắn trao đổi, xác định bản chất của các giao dịch chuyển nhượng thực chất là cho vay. Nhà chức trách đánh giá, trong vụ án này, ông Thanh là người chịu trách nhiệm chính, tiếp đó đến Trần Uyên Phương và Trần Ngọc Bích.